Trân trọng kính chào khán giả của VTV xin mời quý vị theo dõi chương trình điểm tin trong ngày hôm nay là ngày thứ ba 11 tây tháng riêng năm 2022 tin chấn động thị trường chứng khoán kinh doanh Việt Nam đó là ông Trịnh Văn Quyết chủ tịch tập đoàn FLC làm chủ tập đoàn à, Bamboo là công ty hàng không Bamboo đó à, vừa bị phong tỏa tất cả các cái tài khoản chứng khoán đó là theo thông báo của sở giao dịch chứng khoán Sài Gòn à, là, thi hành cái lệnh của sở ủy ban chứng khoán nhà nước à, thông báo đưa ra ngày hôm nay là 11 tháng riêng cho biết là nguyên nhân hủy giao dịch là do chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn FLC là ông Trịnh Văn Quyết đã không báo cáo, không công bố thông tin trước khi giao dịch. Nói chung là ông bị tố cáo là bán cổ phiếu chui. Ông Quyết đăng ký bán 175 triệu cổ phiếu FLC để giảm tỷ lệ sở hữu từ 30 34 xuống còn 5.7%. Văn bảo Thông báo đề ngày 5 tháng riêng nhưng SSC tức là Ủy ban Chứng khoán nhà nước cho biết chỉ nhận được báo cáo dự kiến giao dịch vào cuối buổi chiều 10 tháng riêng. Trong 5 ngày này, trang web của tập đoàn FLC hay Sở Giao dịch Chứng khoán Sài Gòn, nơi doanh nghiệp niêm yết đều không đăng thông tin này. Chủ tịch tập đoàn FLC cũng thông báo bán được 74.8 triệu cổ phiếu trong phiên ngày 10 tháng riêng. Đây cũng là phiên ghi nhận biến động mạnh về thị trường giá và thanh khoản. Cổ phiếu FLC từ mức tăng trần 24.100 đồng giảm sàn còn có 20.950 đồng một cổ phiếu. Sau đó nhích nhẹ lên và đóng cửa với cái giá là 21.150 đồng một cổ phiếu. Khối lượng sang tay trong phiên này lên đến 134.96 triệu cổ phiếu, cao kỷ lục từ khi doanh nghiệp này niêm yết trên sàn chứng khoán ở Sài Gòn vào năm 2013. Trước đó vào cuối ngày 10 tháng riêng, Ủy ban chứng khoán nhà nước cũng ra quyết định yêu cầu trung tâm lưu ký phong tỏa và các tài sản chứng khoán, các tài khoản chứng khoán đứng tên ông Quyết từ ngày 11 tháng riêng. Các công ty chứng khoán cũng được yêu cầu dừng toàn bộ các giao dịch trên các tài khoản của ông Quyết từ hôm nay. Cơ sở để ra quyết định này là theo quy định tại Nghị định 155 2020 khi cần xác minh tình tiết làm căn cứ để ban hành quyết định xử phạt biện pháp phong tỏa tài khoản nhằm ngăn chặn các cá nhân tiếp tục vi phạm. Thì thưa quý vị, chính vì cái này mà thị trường và các cổ phiếu của Việt Nam cũng bị xuống giá. Thì đây là cái câu chuyện người ta sẽ đang điều tra xem tại sao ông Trịnh Văn Quyết là coi như chủ tịch một cái tập đoàn lớn Việt Nam lại có hành động như thế này, bị tố cáo bán chui như vậy là gần 75 triệu cổ phiếu. Tại Hoa Kỳ sáng ngày hôm nay, tổng thống Joe Biden và phó tổng thống Kamala Harris đã đến thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia để vận động cái dự luật uh, phiếu bầu cho toàn quốc. Theo đó, ông hoàn toàn ủng hộ hủy bỏ cái thủ tục filibuster ở tại thượng viện. Chúng ta biết filibuster là một hình thức cho phép các thượng nghị sĩ câu giờ để mà không đưa được cái dự luật ra để bỏ phiếu. Theo cái quy định này phải có 60 phiếu đồng ý thì mới được. Thì bây giờ bên Dân Chủ đang vận động là chỉ cần 51 phiếu mà thôi. Và hiện nay Đảng Dân Chủ kiểm soát 50 phiếu ở tại Thượng viện. Thì khi mà bỏ phiếu họ sẽ là mươi 50-50 với Cộng Hòa và họ cộng thêm cái lá phiếu của bà Kamala Harris là Phó Tổng thống. Trong vai trò Chủ tịch Thượng viện thì họ sẽ thành 51-50. Nhưng mà hiện nay thì có hai thượng nghị sĩ của uh, dân chủ đó là ông Joe Martin của bang West Virginia và bà Kristen Sinema của từ bang Arizona thì dễ chịu và trên màn hình là thưa quý vị thấy vừa rồi là tổng thống Jordan cũng như phó tổng thống kalaris đã đến thăm cái ngôi mộ nếu chúng tôi không lầm thì là của ông martin luther king hoặc của ai đó à, có lẽ là như vậy chúng tôi nhìn không rõ cái chữ nhưng mà đại khái ngày hôm nay ông đến đây để mà vận động bởi vì georgia là cái nơi mà phải nói rằng là cái nền tảng của cái phong trào mà vận động để bỏ phiếu đặc biệt là cho cái người cái quyền bỏ phiếu cho người uh, thiểu số trong đó người da đen chúng ta nhớ thập niên 1960 khi mà Martin Luther King uh, đấu tranh nhân quyền cho người da đen và đã thành công và nhờ đó thì những người thiểu số khác như người Việt Nam chúng ta và Mỹ này mới có quyền đầu phiếu như ngày hôm nay và nếu không có phong trào đó thì có lẽ là ngày hôm nay những người khác và nước Mỹ ngay cả người Việt Nam chúng ta cũng không được quyền bỏ phiếu đó là điều có thể xảy ra bởi vì cách đây khoảng hơn 50 năm người da đen không được bỏ phiếu Thế thì bây giờ Đảng Cộng Hòa theo bên Đảng Dân Chủ tố cáo là họ đang tìm cách siết chặt này lại để cho người thiểu số không thể đi bỏ phiếu được để có lợi cho họ trong cuộc bầu cử năm nay. Thành đa liên bang hiện nay do Đảng Dân Chủ kiểm soát đang tìm cách là giải tỏa bằng cách họ sẽ thông qua cái dự luật mà xóa hết các đạo luật của các tiểu bang đi có luật chung cho liên bang. Đó là lý do tại sao mà họ tranh cãi là như vậy. Và Georgia cũng là cái nơi mà trong cuộc bầu cử năm ngoái chính nhờ những người thiểu số ra đi bầu mà đảng dân chủ lấy được hai cái phiếu thượng nghị sĩ ở đây ban đầu là thuộc đảng cộng hòa nhờ đó họ thắng được thêm hai phiếu họ mới là 50 50 cộng với phiếu bà Kamala Harris bà mới họ mới kiểm soát ở thượng viện thành ra có lẽ đó là lý do tại sao mà ông Biden đi xuống giọt ra là vậy với một phần nữa là ông thượng nghị sĩ chất Schumer, trưởng khối đa số của đảng dân chủ tại thượng viện theo dự trù có thể ngày 17 tháng riêng tới đây là cái ngày sinh nhật của ông Martin Luther King ông Chuck Schumer sẽ đưa cái vấn đề này ra để quyết định xem có bỏ filibuster hay không thì đó là những cái yếu tố lịch sử của chính trị nó liên quan đến nó là như vậy và cũng trong ngày hôm nay uh, trong bài diễn văn đọc tại Georgia thì tổng thống Jordan lần đầu tiên sử dụng cái chữ là đảo chính ông đã gọi những người mà ủng hộ ông Donald Trump tấn công vào tòa nhà quốc hội vào ngày 6 tháng giêng năm 2021 là một cuộc đảo chính nguyên văn ông nói như sau cái đám đông bạo động của ngày 6 tháng riêng 2021 Đã được nghĩa là một tổng thống bị thua cuộc Kích động và làm mạnh mẽ Để tìm cách mà thắng qua bạo động Mà ông đã bị thua ở trong các phòng phiếu Và để uh, vận động cái đám đông này Để mà lật đổ một cuộc bầu cử tự do và công bằng Và lần đầu tiên Lần đầu tiên trong lịch sử của Mỹ để tìm cách ngăn chặn một cuộc chuyển gian quyền hành êm thắm. Nhưng họ đã thất bại. Họ thất bại. Và dân chủ đã thắng. Và không chắc chắn. Uh, nhưng chúng ta không chắc chắn là trong tương lai dân chủ có thắng hay không. Đó là cái điều tại sao chúng ta có mặt ở đây ngày hôm nay. Và đứng lên chống lại những lực lượng này ở tại nước Mỹ. Uh, để mà giữ những cái giá trị và quyền lợi của chúng ta. Để mà ngăn chặn các lực lượng đó tìm cách. Thực hiện một cuộc đảo chính. Ông dùng cái trừ là. Forces that attempted a coup. Đó, một cuộc đảo chính chống lại. không. Cái ý nguyện của người dân. Một cách hợp pháp. Và làm cho người ta nghi ngờ. Về cái tính chính danh cuộc bầu cử này. Tạo ra những cái. Điều gọi là dối trá. Tìm cách ăn cắp. Cái cuộc bầu cử năm 2020. Của người dân. Ờ, họ đã tạo ra. Uh, hỗn loạn. Chúng ta không muốn điều đó và chúng ta muốn phải có trật tự. Thì đây là lần đầu tiên Tổng thống Joe Biden dùng cái từ ở cúp, tức là một cuộc đảo tránh. Thường thường người Mỹ ta dùng cái chữ cúp này thường cho nước ngoài, mà chưa giờ ta dùng cho nước Mỹ là lần đầu tiên thấy một Tổng thống Mỹ dùng chữ cúp ở tại nước Mỹ. Rồi cũng liên quan đến cuộc bầu cử này, chúng ta cũng biết là trong cuối tuần vừa qua, Thượng nghị sĩ may uh, Rouse, Đảng Cộng Hòa của tiểu bang South Dakota, ông đã đăng đàn trên chương trình This week của ABC. Và ông nói rằng cuộc bầu cử năm 2020 ông Trump đã thua Và chúng ta bây giờ phải đừng có nói dối nữa Tiếp tục đi tới và kêu gọi người dân Mỹ đi bầu Bởi vì nếu ta nói bầu cử gian lận người ta sẽ không đi bầu Đó ông là Cộng Hòa nha Thì sau à. khi ông nói như vậy Thì ông thượng nghị sĩ Mitt Romney cũng của đảng Cộng Hòa tiểu bang du thà Bênh vực ông này bảo ông này nói điều này là đúng nhưng mà ngày hôm nay thì ông đã bị, ngày hôm qua xin nói quý vị, ngày thứ hai Ông đã bị cựu tổng thống Donald Trump đưa ra một tuyên bố bắn ông này, bảo ông này là một tên khốn nạn. Ông bảo là trước nghĩa là tôi không ngờ trước đây tôi ủng hộ cái tên khốn nạn này, tôi sẽ không ủng hộ nữa. Rồi ông còn hỏi nữa là ông Mai Rao là Are you crazy or stupid? <laughs> ông có điên hay là ông khùng hay không, ngu xuẩn hay không, vân vân vân. Thì ngày hôm nay người ta lại phỏng vấn ông Thượng sĩ Mitch McConnell là trưởng khối thiểu số của Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện ông này cũng bị ông Trump ghét lắm mà ông này là không sợ. Ông nói như thế này trên chương trình CNN ngày hôm nay. Khi được hỏi về chuyện này thì ông Miss McConnell nói như sau. Tôi nghĩ Thượng nghị sĩ Rao đã nói sự thật về những gì xảy ra trong cuộc bầu cử năm 2020. Và tôi đồng ý với ông ấy. Đó là câu nói của Thượng nghị sĩ Miss McConnell. Và chúng ta nhớ khi mà ngày 13 tháng 2 năm 2021 tại phiên họp khoáng đại của Thượng viện Chính thượng sĩ Miss McConnell này cũng đã bỏ phiếu tha bổng trong Trump trong cái vụ mà xúi dục bạo loạn tấn công bộ gội. Nhưng mà sau đó chính Miss McConnell cũng nói là ông Trump vẫn phải chịu trách nhiệm về mặt hình sự, về mặt luân lý cho cái chuyện mà xúi dục bạo loạn như thế này. Và ngày hôm nay thì ông Miss McConnell lại làm ông Trump Trump nổi giận nó chắc chắn. Nhưng không vì thế mà ông sợ ông Trump Mặc dù trước đây ông Trump từng chỉ trích ông Mitch McConnell lôi cả vợ bên nhà vợ ông ra chửi luôn và ngày hôm nay ông Mitch McConnell cho biết Ông sẽ tiếp tục đã ứng cử Cái chức mà lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa tại Thượng Viện Vào năm nay Vào năm tới xin lỗi quý vị Cho dù Đảng Cộng Hòa thắng hay thua Ở tại Thượng Viện Chúng ta biết là nếu mà năm nay trong cuộc bầu cử vào tháng 11 Mà Đảng Cộng Hòa thắng Và kiểm soát ở tại Thượng Viện Thì nếu Mitch McConnell được bầu lại Thì ông sẽ là trưởng khối đa số Và ông sẽ nắm quyền Còn nếu không ông sẽ tiếp tục là trưởng khối thiểu số Và lãnh đạo toàn bộ những người ở uh, thư thượng nghị sĩ của đảng cộng hòa tại thượng viện cũng liên quan đến vụ tấn công vào quốc hội ngày 6 tháng giêng thì hôm nay cái ủy ban điều tra cái vụ này là bây giờ họ lại đưa ra một cái chat nữa một số chat nữa mới trong đó họ yêu cầu à những người mà từng viết diễn văn cho ông Trump và cái ngày hôm đó ngày 6 tháng riêng cái bài diễn văn mà ông Trump đọc ở ngay tại đợt Eclipse sau tòa ốc đó bài viễn văn mà được coi là kích động và xúi dục biểu tình đó thì họ yêu cầu ba người sau đây ra để mà điều trần ở ủy ban này đó là ông andy subarian và ông arthur swap đây là hai chiến lược gia người đều là cố vấn cho tổng thống à, cho ông donald trump jr tức là con trai ông đến ông trump trong cái vấn đề liên lạc với ông trump trong cái ngày hôm đó trong cuộc bạo, đạo, bạo động hôm đó à, và trong ngày cái hai người này cũng là cố vấn cho ông Donald Trump Jr. cho con trai và đồng thời cả cái cô mà Will Foy luôn cô này là cô là bạn gái của con trai trưởng của ông Trump. Người thứ ba là ông Ross Washington. Đây là cũng là một cựu giới chức của Đại ốc. Đây là cái người mà đã soạn thảo cái bài diễn văn cho ông Trump đọc vào ngày 6 tháng riêng năm 2021 kích động người ta đi vào tấn công quốc hội. Và cuối cùng là một tin không vui cho nước Mỹ, ngày hôm nay nước Mỹ đạt hai cái kỷ lục. Kỷ lục thứ nhất là số người vào bệnh viện đã lên tới 145.000 người. Vì Covid-19, vô bệnh viện 145.000 người trong một ngày, á, chính xác con số nó là 145.000, 982.000 người đó là theo con số của Bộ Y tế đưa ra. Và con số này cao hơn con số kỷ lục trước đây là vào tháng riêng năm 2001. Lúc đó trong một ngày nước Mỹ có 142.000 người vào bệnh viện vì Covid-19. Ngoài ra thì ngày hôm qua nước Mỹ cũng đạt con số luôn trong một ngày có 1.35 triệu người bị Covid-19 trong một ngày. Phá kỷ lục của ngày 3 tháng riêng, ngày 3 tháng riêng là hơn 1 triệu, tức là khoảng 1 triệu 80.000 người. Cái ngày ba tháng giêng con số đó đã là kỷ lục rồi Thì ngày hôm qua kỷ lục hơn là 1.35 triệu Tức là 1 triệu 350 ngàn người nhiễm Covid-19 Thì đó là những tin đáng chú ý trong phần điểm tin trong ngày hôm nay Gửi đến cho quý vị cảm ơn quý rất nhiều Theo dõi chương trình chúng tôi xin hẹn quý vào chương trình kỳ sau